Hello, xin chào mọi người. Lần đầu tiên xin chúc sức khỏe, bình an và thành đạt đến với tất cả mọi người ha. Thì ở clip này em sẽ nói về cái ống PVC. Bình thường thì cái ống PVC này mà nó vụn như thế này á thì cũng không làm gì được. Thì mọi người hay làm gì ạ? Thường thì theo em nghĩ là mọi người sẽ bán ve chai đúng không? Và nó cũng không có bao nhiêu đồng hết á, hoặc là thấy là rác vứt thôi. Nhưng mà đôi khi một số trường hợp á thì sẽ cần dùng đến nó nha mọi người. Thì không phải là mình để nguyên cái ống này, mình sẽ làm nó thành một cái tấm nhựa. Một cái tấm nhựa chẳng hạn, như tấm nhựa này được cái là nó cách điện tốt nè mọi người. Nếu mà mọi người muốn được cái tấm mỏng như thế này á, mà mọi người làm bằng tôn á, thì nó lại dẫn điện, sử dụng trong một số trường hợp nó không có hợp lý. Mà làm cái tấm gỗ thì nó quá dày, mà cái tấm nhựa mỏng như thế này á thì đôi khi nó rất là cần trong cuộc sống nha mọi người. Thì đối với thường thì chúng ta sẽ không nghĩ là chúng ta sẽ làm phẳng nó ra đâu, tại vì nó sẽ rất là phiền phức mà nó cũng khó nữa. Ở đây em sẽ chia sẻ với mọi người một cách làm phẳng ống nhựa này rất là hay, rất là hay. Thì cách đây tầm mười mấy 20 năm á, thì thợ hồ thợ xây á, người ta tận dụng những cái ống nhựa như thế này để người ta làm phẳng ra, người ta làm hồ đó mọi người, làm một cái bàn chà để người ta sử dụng. Nói chung là cái kích thước thì có thể là cái này em lấy là đại khái thôi, tại vì nhà không có cái kích thước khác. Có thể là mọi người sẽ sử dụng những cái ống là một 130 này, 114 này, những cái ống to hơn nữa để mọi người cắt ra làm phẳng, làm những cái tấm nhựa to, những cái tấm rất là to nha. Ở đây thì em chỉ thị phạm thôi nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt nó ra. Muốn làm phẳng nó ra thì cắt nó ra. Làm vậy trước ha. Tiếp theo chúng ta sẽ cưa. Rồi, đứt rồi mọi người. Rồi, ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi nước nha mọi người. Thì tùy theo cái ống mà lớn hay nhỏ thì chúng ta có thể là dài hay ngắn, mà chúng ta có thể chọn cái nồi to hay nhỏ. Cho nó hết cốt lên để cho nó mau sôi nha mọi người. Thì chúng ta sẽ nấu sôi một cái nồi nước. Ví dụ như cái mọi người mà làm cái ống to thì mọi người sẽ phải là nấu cái nồi nước to nhé. Rồi mọi người, khi mà chúng ta thấy nước sôi rồi thì chúng ta sẽ thả cái ống chúng ta cần uống vào ha. Chúng ta thả vào để luộc cho mọi người. Đó, mọi người thấy không? Khi mà nó nóng là nó rất là mềm, đó. Rất là mềm. Rất ok luôn. Rất là mềm, rất ok luôn. Chúng ta luộc nó đi nha. Luộc nó một xíu. Ở đây cái nồi nước này thì chúng ta có thể là uống rất là nhiều tấm cùng lúc nha. Uống sau tấm này bỏ ra rồi chúng ta uống tấm khác. Thay vì là chúng ta dùng đèn khò thì nó sẽ có những cái vấn đề như là bị cháy nè, bị nám nè, và nó cũng không đều bằng cái nước sôi này đâu mọi người nha. Đó. Cái đèn khò là trong trường hợp mà cái ống quá to mà chúng ta không có cái nồi to để chúng ta làm thì chúng ta phải buộc phải dùng đèn khò nhé. Còn trường hợp này thì chúng ta sử dụng những tấm nhỏ như này thì chúng ta sử dụng cái biện pháp luộc này là rất ok. Rồi, chúng ta bỏ nó vô một lần nữa cho nó thật là nóng là chúng ta lấy ra luôn nhé. Rồi, chúng ta bỏ ra, mọi người để ý, chúng ta bỏ ra và chúng ta lấy cái thùng hàng dằn lên. Ok, lấy thùng hàng dằn lên rồi. Chúng ta đợi một xíu nó khô rồi giờ chúng ta đợi một xíu nó nguội nha mọi người. Tắt cái bếp đi. Chúng ta để nó nguội nha. Thay vì chúng ta muốn làm tiếp thì chúng ta sẽ bỏ tấm khác vào. Rồi chúng ta lại dằn. Cái này nó rất là nhanh nha, tầm mấy phút thôi là nó được liền nha. Rồi đây mọi người. Rồi đây. Chúng ta đã có được những cái tấm nhựa như thế này. Có được những tấm nhựa như này. Cái mép của nó không được đẹp lắm là tại vì cái thùng hàng á mọi người, cái thùng hàng thì nó đè không có sát. Chứ nhưng mà chúng ta có cái tấm gỗ hay gì đó chúng ta đặt lên thì rất là ngon.
Ở đây thì nhà không có tấm gỗ nào nên em lấy thùng hàng em thị phạm cho mọi người xem nhé, mọi người thông cảm nhé. Đó, thì cái cách uống ra được một cái tấm nè, ống 60 mà uống ra được một cái tấm rất là to luôn. Nào mọi người nhìn nè, cái ống 60 mà uống ra được 18 nè, 18 năm. Đó, một cái tấm rất là to, 18 năm nhé. Cái cách này mà chúng ta uống ra chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Ở trên mạng thì em thấy có một số anh em là người ta vẽ cái hình cái ná lên đây nè, người ta cắt nhiều lớp xong người ta dán keo 502 lại là làm một cái ná cầm tay rất là đẹp. Đó, có một clip em đã xem rồi, không không nhớ là của kênh nào. Ok, trong trường hợp mà những cái tấm to quá không có nồi để mà nấu thì chúng ta sẽ buộc phải sử dụng cái đèn khò thôi. Sử dụng đèn khò thì nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều. Mất thời gian hơn rất là nhiều, phiền phức hơn rất là nhiều và đôi khi mà không khéo thì nó sẽ bị nám, bị cháy. Đó, trường hợp này thì nói chung là cái nào nó cũng sẽ có cái ưu cái nhược điểm của cái cách đó ha. Rồi, hy vọng một chút chia sẻ như vậy thì mọi người sẽ thấy thích và like, đăng ký kênh, bấm chuông ủng hộ em nhé. Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào mọi người nhé. Bye bye.